Nhìn đàn cúc ăn thấy thương kìa. Cúc đẻ. Bỏ cám vô nó bu lại đó ăn. Là cho ăn cám gà con. Có mấy bồ câu nó vô nó dành ăn đây nè. Thôi kệ nó không đấu đá nhau, nó không đá nhau thì cho nó vô nó ăn chung luôn. Ăn là đẻ. Cúc đẻ linh láng. Đẻ trong gốc. Rồi ở ngoài để linh láng luôn. Các bạn mà rảnh rảnh có cái phòng như này à, các bạn nuôi vài chục trăm con cúc ha. Nó đẻ ăn không hết. Nếu mà nuôi cúc đẻ không thì ta chỉ nuôi cúc mái thôi. Còn nếu đẻ mà muốn ăn trứng cúc lộn á, muốn ăn trứng cúc lộn thì nuôi cả con trống nha. Tỷ lệ thì khoảng 7 con mái một con trống. Khoảng 6-7 con mái một con trống. Thì có thể chúng ta lụm trứng cúc. Chúng ta ấp bằng mái. Rồi tiếp tục nuôi ha. Còn không nữa, không muốn nuôi cúc con thì muốn ăn cúc lộn thì một trống 6-7 mái. Thì chúng ta ăn trứng cúc lộn. Còn thích ăn trứng cúc lạc thì chỉ nuôi con mái thôi. Mái nó đẻ. Trung bình một con mái là một ngày nó đẻ từ 1 đến 2 trứng ha. Nếu mà cho ăn tốt, chăm sóc tốt rồi. Đây mình tận dụng cái phòng nhỏ này thôi. Cái phòng nhỏ là phòng còn bỏ nè, nuôi nó đẻ rồi mình lụm vô cái mình bỏ vô máy mình ấp. Bỏ máy ấp cái khoảng chừng 3 tầng nha. Khoảng 3 tầng là cúc con nó nở ra. Khoảng 2-3 tầng cúc con nó nở. Nó nở mình nuôi ha. Mình nuôi tiếp tục cho nó đẻ. Chú ý là cái con sống thì nuôi tỷ lệ 6-7 con. 6-7 con mái một con trống thôi. Bây giờ con trống nó không có đẻ được. Mình nuôi ở đây trong cái phòng này khoảng trên dưới 100 con. Nó đẻ linh láng. Đẻ ấp nở. Còn không nữa đẻ mình luộc mình ăn ha, cho mấy cháu đứa cháu nó ăn, ăn không hết cho mấy cháu ăn, nhiều lắm. Thấy vậy cho nó đẻ linh láng, mới lượm ngày hôm qua hôm kia giờ đẻ linh láng nữa, rất là nhiều. Ở phòng này mình nuôi cúc đẻ, nuôi cúc đẻ thì từ khi nó nở cho đến lúc nó đẻ trưởng thành thì khoảng trong vòng khoảng 40 ngày, 45 ngày ha. Khoảng 45-50 ngày. Chưa tới 2 tháng là nó đẻ rồi. Đây, cúc mái. Khoảng 50 ngày, 55 ngày gì là nó đẻ. Nếu mà cho ăn tốt thì khoảng 45 ngày, 50 ngày là nó đẻ. Nó đẻ trứng. Bắt đầu cho trứng nha. Nhưng mà mấy con cúc này là nó ăn dữ lắm nha các bạn, nó ăn dữ lắm, nó ăn còn hơn gà nữa kìa, bỏ vô nó ăn liên tục. Con cúc này nó ăn dữ lắm. Đây là hai cái máng ăn, đây là hai cái máng uống. Phòng ở ngoài mình có chặn lại ha, mình chặn lại cái miếng này cho nó đừng có ra ha. Đây cửa ra vô này. Mình đứng ngoài này thôi, mình cũng không bước vô làm gì nha. Chỉ bước vô là khi nào đi lụm trứng thôi. Lụm trứng mình bước vô. Còn mình cho ăn cho uống mình đứng đây thôi. Mình đứng đây mình bỏ vô. Mấy bồ câu này ở đây có cái cửa sổ nè, mấy bồ câu cứ bay ra bay vô. Vô trong chuồng cúc. Thấy nó không đá nhau, nó không mổ trứng cho nên mình vẫn để ha. Kệ, cũng bay ra bay vô. Nó không
làm hại gì con cúc và trứng cúc. Thấy gì mình để luôn. Đấy, mấy con nó bò lại. Nó bu lại nè. Ui trời trời. Mới để hồng cám thì nó bu lại nè, bu vô nó ăn. Quá trời quá đất. Bên kia cũng có mà thấy mình là bu vô. À, bồ câu này là mình nuôi mình cho ăn riết nó quen nha. Thấy mình là nó bu ha. Thấy mình là nó tập trung nó bu lại. Để cho nó ăn đó. Nó quen nữa rồi. Rồi ăn đi, làm gì khác. Đây có mấy bồ câu Mondai đen này. Vô đây đẻ trong này nè. Nó đẻ ấp trong đó. Xin chào các bạn nha, chúc các bạn buổi chiều chủ nhật vui vẻ ha.